Xin chào các bạn. Trong video hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn về nguồn gốc của ngày 30 tháng 4 và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mời các bạn cùng Times Book tìm hiểu ngay nhé. Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam. Chiến thắng 30 tháng 4 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc. Cách đây 47 năm, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn dân tộc Việt Nam đã vỡ òa trong giây phút lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự toàn thắng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc vẻ vang trong chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đầy gian lao và anh dũng của dân tộc ta. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào mùa xuân năm 1975 với chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược và cách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Vào cuối năm 1974 đầu năm 1975, nhận thấy tình hình lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh, cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh thêm, cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định, thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam và đã đưa ra quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh, nêu cao quyết tâm thống nhất nước nhà, thực hiện lời hiệu triệu, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang. Đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, hút tung cánh cổng chính bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Khi đó, Tổng thống Ngụy Quyền Dương Văn Minh đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta vô điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng được tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần cuộc khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt cách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 4 tháng 12 năm 1976 đánh giá, năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ 20. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, nhưng đã đánh thắng những cường quốc đế quốc chủ nghĩa bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của đảng ta, là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn, làm nức lòng bạn bè và nhân dân khắp năm châu bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ 4 cũng chỉ rõ, đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và cộng hòa xã hội. Ngày nay,
Trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng. Các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của Đảng. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua video hôm nay chúng tôi chia sẻ đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa hào hùng lịch sử của ngày 30 tháng 4. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Thanksbook có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanksbook, sách và phát triển bản thân.